Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng kính chào quý khách hàng. Ngày hôm nay quý khách hàng hãy cùng Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương trải nghiệm một chiếc Innova sản xuất năm 2013 bản G xịn, xe tư nhân không taxi dịch vụ, chính chủ từ đầu. Xe tư nhân chính chủ từ đầu, không taxi dịch vụ, xe đẹp từng cm, xe nguyên bản 100%, zin toàn tập. Với một chiếc Innova 2013, xe tư nhân không taxi dịch vụ, chiếc xe này được đánh giá là một chiếc xe siêu đẹp. Bởi vì sao? Chiếc xe này chạy 8 vạn chuẩn, hơn 8 vạn chuẩn. Và nội thất còn nỉ nguyên bản theo xe. Đó là những cái mà quý vị có thể nhìn thấy ở chiếc xe này. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Chiếc xe này mình xin nhấn mạnh với quý vị, đây là chiếc xe tư nhân chính chủ từ đầu, không taxi dịch vụ, xe zin 100%, không một lỗi nhỏ. Tất cả đều zin, kể cả từ những cái nỉ ở bên táp ly cũng như là ghế nỉ. Innova thì nói thật với quý vị rằng là một chiếc Innova thì 100 chiếc thì đến 97 chiếc là taxi dịch vụ. Chỉ có một vài chiếc là không taxi dịch vụ ngay từ lúc đầu thôi. Đấy là những cái dòng Innova đời cũ. Là 100 chiếc mình buôn thì 100 chiếc thì đến có đến 97 chiếc là taxi dịch vụ ra. Còn chiếc xe này là, thưa với quý vị, đây là một chiếc xe không taxi, không dịch vụ, xe tư nhân chính chủ từ đầu. Cho nên là mà đã là xe không dịch vụ thì nó chất. Bởi vì xe gia đình đi thì đây ạ, xe này đi mới có 8 vạn thôi. Và tí nữa mình sẽ quay đồng hồ cho quý vị. Sản xuất năm 2013, xe chạy 8 vạn, tư nhân, người ta đi rất là giữ gìn, không phải như là xe chạy taxi dịch vụ thì là cái nội thất nó cũng rão, rồi là khung gầm bệ cũng là nó cũng sử dụng nhiều thì nó cũng kém đi, cũng như là cái máy móc mà chạy nhiều quá thì nó cũng kém đi. Và lại cùng thêm nữa là xe mà làm dịch vụ ấy thì mỗi người khách người ta lên xe thì người ta đều không có ý thức giữ gìn như là xe gia đình. Bởi vì xe gia đình đấy là xe của mình thì ai cũng ý thức giữ gìn. Nhưng xe làm dịch vụ thì khách người ta không giữ gìn thì cái nội thất nó thường rất là cũ, rất là xấu. Cũng như là xe chạy nhiều thì cái gầm bệ máy móc nó rất là kém. Máy nó chạy nhiều thì nó cũng ra kéo máy nó cũng kém hơn. Nhưng thì mình hôm nay đặc biệt mình dành cho những người yêu cái đẹp, dành cho những bạn mua xe yêu cái đẹp. Đó là một chiếc Innova sản xuất năm 2013 bản G xịn, xe không taxi dịch vụ, xe đẹp từng cm, không một lỗi nhỏ, keo chỉ zin 100%, máy số zin. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu với quý vị chi tiết về chiếc xe này. Thì đây ạ, sơn vỏ còn nước sơn zin còn khá nhiều, phải 90 mấy%. Đấy là về nước sơn zin. Thứ hai nữa là xe có phanh ABS, cũng như là đồng thời là gương kính chỉnh điện, cụp điện, gương kính chỉnh điện, vô lăng 4 chấu, điều hòa, rồi là túi khí đầy đủ hết. Chiếc xe này thì cũng đã được độ màn hình và camera lùi rồi, màn hình cảm ứng. Chiếc đây là màn hình cảm ứng. Rồi là điều hòa. Đây ạ, điều hòa 3 vùng. 2 dàn lạnh, 3 vùng điều hòa độc lập. Cái trần nỉ còn rất đẹp luôn quý vị nhé, cái trần nỉ nguyên bản còn cực đẹp luôn. Và đây là ghế nỉ nguyên bản. Đây ạ, ghế nỉ nguyên bản. Cái ngoại mỗi cái táp ly, cái nỉ táp ly cũng còn nguyên bản và còn rất là mới. Xe không khoan đục, không taxi dịch vụ quý vị nhé. Đây là về cái phần nội thất. Mình sẽ quay kỹ cái nội thất của chiếc xe này, bởi vì nội thất của chiếc xe này nó quá đẹp. Sơn vỏ đã đẹp rồi nhưng mà mở chiếc xe ra thì nội thất nó quá đẹp luôn. Xe nó zin nguyên bản 100%. Cho nên là đây cái ghế nỉ còn rất là mới. Ghế nỉ nguyên bản theo xe đây, cùng màu với cả chiếc cái nỉ ốp của táp ly. Đó là cùng một màu. Đây là táp lô, các bạn nhìn thấy táp lô đây ạ. Rất mới luôn. Chiếc xe này đánh giá là chiếc quá đẹp. Xe này thì
là xe dân người ta sử dụng phục vụ đi nhu cầu đi lại của gia đình thôi. Cho nên là mọi thứ không có gì phải nghĩ. Các vị nhìn thấy đây, zin từng con ốc ạ. Mọi con ốc đều zin đét luôn ạ. Innova bản G sản xuất năm 2013. Zin từng con ốc. Đây, zin từng con ốc luôn nha quý vị nhé. Thì xe zin từng con ốc. Chiếc xe này đây, nội thất đây, trần nỉ đây, nội thất đây, ghế hàng ghế sau đây. Xe cực đẹp luôn, phải nói là xe để mà đi mua, nói thật với quý vị rằng là để một năm mà làm mà mua được một năm, mình buôn xe mình đưa một năm thì mình đưa ra thị trường khoảng độ tầm gần 2.000 chiếc xe. Cửa hàng của nhà Dũng Audi ô tô của Hải Dương một năm đưa ra thị trường gần 2.000 chiếc xe, bán ra là gần 2.000 chiếc xe. Thì trong đó thì Innova cũng phải chiếm đến vài trăm chiếc. Nhưng để mà tìm được những chiếc xe đẹp như thế này, nguyên bản như thế này thì thật sự là đếm trên đầu ngón tay quý vị nhé. Để mà tìm được những chiếc xe nguyên bản còn zin hết và lại không taxi dịch vụ như này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Chỉ vài ba chiếc một năm thôi mới tìm mua được một chiếc như thế này. Đấy là mình điều khẳng định luôn với quý vị là để tìm được một chiếc như này thì rất là hiếm luôn. Đây ạ, ba vùng điều hòa nỉ, chân nỉ còn mới đét luôn ạ. Ghế nỉ mới. Cái điều nhấn mạnh là mình nói thật sự với các bạn là chiếc xe zin 100%. Đây là, đây ạ, đinh tán của cốp đít hai bên. Hai bên cốp đinh tán. Rồi keo chỉ một zin 100% quý vị nhé. Keo chỉ zin 100%. Keo chỉ zin 100% luôn. Keo chỉ zin 100%. Rồi bây giờ mình sẽ đi đến cái phần táp ly. Rồi bây giờ đi lên đây ạ. Đây là chỉ cánh của cánh sau bên lái đấy, zin 100% quý vị nhé. Chỉ zin 100% cánh sau bên lái. Đây là cánh sau bên phụ. Đây là chỉ của cánh bên phụ, táp ly của bên phụ. Cực đẹp luôn. Xe zin đét mà. Mua được một chiếc xe zin này sướng lắm quý vị ạ. Cái xe nó đẹp. Đi vào mà nhìn thấy cái xe đẹp này để mà mua về bán cho quý vị nó sướng. Mình mua về cũng đã sướng rồi, xe nó đẹp quá, mua đã sướng rồi. Xong rồi đến khi mà bán cho quý vị nó cũng rất là sướng. Bán cho những khách hàng mà yêu cái đẹp những chiếc xe như này rất là sướng luôn. Keo chỉ zin hết. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nội thất, khoang máy ạ. Mình sẽ đi vào khoang máy, đóng cái cốp để lại cái nào. Cốp quý vị có thể nhìn thấy cốp còn mới tinh luôn. Đây ạ, phần cốp còn mới nguyên luôn. Xe quá đẹp, zin nhá, xe zin 100% không bông má gì quý vị nhá. Xe mình vừa mua về đến nhà xong. Xe vừa mua về đến nhà. Chưa kịp rửa nước lã luôn. Còn đây ạ, thưa với quý vị, đây là phần đầu của chiếc khoang máy và phần đầu của chiếc Innova sản xuất năm 2013, bản gò xịn, nắp cabo, ốc cabo còn nguyên, toàn bộ ốc cabo còn nguyên, quý vị có thể nhìn thấy bốn ốc của nắp cabo này còn nguyên hết, chỉ cabo zin, tất cả chỉ cabo zin hết ạ. Quý vị có thể nhìn lên đây. Rồi là bây giờ mình sẽ đi vào phần đây. Quý vị có thể nhìn thấy zin đét đèn đẹp luôn. Đầu răng này. Mình sẽ đi về phần đầu răng này. Toàn bộ đầu răng đinh tán còn nguyên hết. Đây. Sau đó thì mình sẽ đi vào phần máy. Đây, khoang máy rất là sạch sẽ quý vị nhé. Khoang máy chỉ có vết bụi thời gian thôi, nhưng mà cũng còn khá sạch sẽ. Và máy số zin. Xe máy số zin. Tất cả còn sáng choang luôn. Xe đi không bị mục mọt, không bị nước mặn, nước miếc gì cả. Không bị đây. Xe zin 100%, zin từng con ốc. Xe zin từng con ốc quý vị nhé. Đây là cụm phanh ABS đây. Phanh đây.
Vâng, vậy là mình đã giới thiệu qua những cái cơ bản nhất của thông tin cho một chiếc xe Innova bản G xịn sản xuất năm 2013 và hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966 với giá là 488 triệu đồng cho một chiếc Innova G sản xuất năm 2013, xe tư nhân chính chủ từ đầu, không taxi dịch vụ, xe cực đẹp, zin toàn xe, keo chỉ zin, máy số zin, nội thất zin, keo chỉ zin, nội thất zin, máy số zin, zin từng con ốc. Đó là những cái mà tả về chiếc Innova sản xuất năm 2013, không taxi dịch vụ, xe tư nhân chính chủ từ đầu này. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm về cái trải nghiệm chiếc xe này. Đầu tiên thì cái đặc biệt của những cái loại Innova là khi nổ máy bao giờ máy nó cũng trào lên, gầm lên một tí lúc đầu để bơm dầu lên, sau đó nó sẽ hạ xuống dần dần. Ok, các bạn có thể thấy, nghe thấy tiếng máy nổ rất êm luôn ạ. Tiếng máy nổ rất êm. Đồng hồ hiện nay chỉ 8,6 vạn xịn luôn. Sản xuất năm 2013 và năm nay là sản xuất 2013, năm nay là 2019, tức là 6 năm. 5 năm rưỡi 6 năm và chạy 8,6 vạn, tức là đồng hồ là xịn luôn. Một năm chạy hơn 1 vạn một chút. Chạy năm chạy vạn rưỡi là quá chuẩn. Đây nội thất quý vị này. Quý vị có thể nhìn thấy, ngồi trong xe nhìn cái nội thất nó cực đẹp, xe thì chắc chắn rồi. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm xem cái gầm bệ và xem là máy móc làm sao. Máy nổ là mình đánh giá máy nổ khá êm. Số này, số rất là nhẹ quý vị nhé này. Số Innova mà mình vào đúng một ngón tay luôn ạ. Đây ạ, một ngón tay trỏ của mình là có thể vào được số, vào cài vào số 1 Innova. Quý vị có thể nhìn đây, số vào một tay luôn ạ. Đấy, số vào bằng một ngón luôn quý vị nhé. Innova mà số bằng một ngón thì quý vị biết là số nó ngọt mức độ như thế nào đấy. Mà mình không thèm tì bên cạnh nữa, mình tì bên cạnh đi thôi. Đấy. Số rất ngọt, êm. Bây giờ nhả côn xem nào. Ok ạ. Xe lái rất nhẹ quý vị nhé, lái rất nhẹ. Số rất êm. Ok. Quá đẹp cho một chiếc Innova. Chiếc xe này hiện nay mình đang chào bán với giá là 488 triệu đồng. 488 triệu đồng cho một chiếc Innova G, không taxi dịch vụ, sản xuất năm 2013. Đây là mình đang chạy ở ngoài đường đây, mình đang thử đây, đi đường sóc này. Ok. Đấy, các vị chỉ nghe tiếng lốp thôi quý vị nhé. Gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Chỉ nghe thì tiếng lốp thôi, gầm bệ rất là chắc chắn. Xe rất là vọt. Bây giờ mình sẽ đi vào cái đường, mình đang đi ngoài đường đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào một cung đường thật xấu. Đường bê tông thật xấu để cảm giác được cái gầm của nó nào. Với một chiếc xe như thế này thì lái rất là nhẹ nhé. Côn số rất là ngọt. Xe quý vị có thể nhìn đây, xe cực đẹp luôn, mình cảm thấy chiếc xe này đi quá chắc chắn luôn. Bây giờ đây các quý vị có thể nhìn thấy cái mặt đường nó cực xấu. Đây ạ, cái đường nó cực xấu luôn. Quý vị có thể nhìn thấy cái đường nó rất là xấu. Nhưng mà mình đi mình cảm thấy máy số rất là ngon, gầm bệ rất là chắc chắn. Đấy là cảm nhận của mình về chiếc xe Innova G sản xuất năm 2013, xe tư nhân không taxi dịch vụ. Và hiện nay đang được chào bán với giá là 488 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương xin trân trọng gửi đến quý vị một chiếc Innova sản xuất năm 2013.
không taxi dịch vụ và được chào bán với giá 488 triệu đồng. Quý vị hãy ủng hộ Dũng Audi ô tô Cú Hải Dương bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh, nó hiện lên quả chuông. Quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, cũng như là mỗi lần mình up video giới thiệu về một chiếc xe cụ thể. Dũng Audi ô tô Cú Hải Dương xin tri ân những quý khách hàng thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đồng hành cùng Dũng Audi. Đường rất xấu và mình đi cảm thấy được chiếc xe này mình cảm thấy khá là ưng ý. Quý vị hãy về với Dũng Audi ô tô Cú Hải Dương để được trải nghiệm, để được tận mắt nhìn thấy chiếc xe này và được tự tay lái thử và kiểm tra chiếc xe này xem có đúng như lời Dũng Audi ô tô Cú Hải Dương miêu tả hay không. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng. Hẹn gặp lại quý khách hàng ở video clip tiếp theo. Xin chân thân ái chào tạm biệt quý vị.